Hi, xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay đồng hành cùng với mình ủa, thanh niên Vanh đi đâu rồi ta? Ngày hôm nay là mời tới gọi là khu vực sầm uất nhất thành phố này chơi. Mà thanh niên ở nhà mình đóng cái cửa tủ đã. Đấy, ngày hôm nay là mời thanh niên, rủ thanh niên Vanh tới đây chơi. Mà hình như thanh niên Vanh chắc là ở dưới phòng máy tính cho các bạn ơi. Xuống gọi thanh niên này đã. Mình vừa ngủ dậy các bạn. Rồi. Ui. Ê Vanh ơi. Cái gì? Làm gì đây? Đang chơi game. Giỏi rồi. Trời ơi. Thôi đi ra đây, ngày hôm nay không rủ sang đây để chơi game đâu. Ôi ôi. Sẽ rủ sang đây làm gì? Đấy, ngày hôm nay là mình với cả thanh niên Vanh có mặt tại đây để tham gia một cái thử thách các bạn ạ. Đấy, mời sang đây tham gia thử thách để có một ngày trở thành siêu anh hùng ở trong Minecraft. Ôi ôi, biết siêu anh hùng không? Bắn bia. Ui. Không, tao lao bị đào và siêu anh hùng bắn bia đâu. Siêu anh hùng sẽ phải đi giải cứu các người dân gặp nạn nha. Biết super hero kiểu như là rồi. Bây giờ Iron là gì? Hot Flash. Người nhện không? Ui giời, The Flash không? Đấy, rất là nhiều siêu anh hùng. Thế là chúng ta sẽ bắt đầu cái thử thách ngày hôm nay thôi. Rồi, chúng ta sẽ có định vị GPS và chúng ta sẽ phải đến cái khu vực cần tham gia cái thử thách. Đi quanh rất thang máy nhà núp không biết à? Không, hiện tại là chúng ta đang đấy ở trên phòng, như là tầng 16 các bạn, tầng cao nhất của tòa nhà luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ phải xuống tầng 1 và lấy mình ấn thang máy. Rồi rồi. Ồ, tớ rất thích làm super hero trong ngày hôm nay. May không có thử thách làm bê đuôi đây. Tớ sẽ đi đến nhà Peter. Đây rồi, có xe đây rồi. Thôi để núp lái cho, núp có bằng lái xe rồi các bạn, cho thanh niên bay đằng sau. Như kiểu đây. Công chúa các bạn. Đây. Rồi, đây rồi. Mình là kiểu hạng thương gia. Không, giống như kiểu nhà vua ấy. Mình giống như kiểu là mấy tay lái ngựa ấy. Đấy, không phải có nhà vua đi đằng ngồi đằng sau. Đi đường nào đấy? Trời ơi, này, tổ lái. Đi cho nhà vua cọc đầu rồi. Rồi, ôi, dân tổ đây, đánh bóng. Nào. Đây. Nhà vua đập mấy phát ở đầu, mấy phát đầu rồi. Đâu rồi, chỗ nào ta? Đi cho cái định vị GPS nào. Quay lại thì phải đây. Chắc là đây. Đây, nhà này. Đây, cửa đây. Xuống xe. Chúng ta sẽ vào đây tìm ai ta? Căn nhà này nhìn màu trắng đấy, tìm ai đầu tiên đây? Mình tìm Pixel, lên đủ Pixel đi. Ha, có khi nào Pixel siêu anh hùng gì ba, tao lao không à? Parker. Nghe tên quen đấy nhở. Peter Parker. Đúng rồi, Peter Parker. Người nhện các bạn ơi. Rồi, mình nhớ tên rồi. Peter Parker rồi, à? Ngồi đây. Bật TV ngoài có xem. Ai đây không? Đây rồi. Đây là Way May Room. Peter Room. Chúng ta vào đây nào. Peter đây rồi. Đâu để núp vào nói chuyện nào. Cái gì đấy? Bạn muốn trở thành một superhero. Cái việc này rất là nguy hiểm. Và cái gì đấy? Đại khái là chúng ta sẽ có thể làm được. Thôi không sao, dũng cảm có thể làm được và chúng ta sẽ thay bạn đồ ở đây. Bạn cần phải mở cái kho đồ của mình lên. Đây, mở cái tủ đồ ra này. Đây. Peter đã chuẩn bị cho chúng ta gọi là một bộ đồ người nhện. Đó, để kiểu như thử thách này là đầu tiên đấy, mặc vào luôn này. Đó, và mình sẽ phải gọi là từ nha, đầu nhà mặc cái này là súng bắn tơ đấy các bạn. Ôi, hợp lý luôn. Ui, hình như là có một vụ rồi. Cái gì đây? Đâu? Có một vụ gì ở công viên này. Đi ở thanh niên Vanh đâu rồi? Đây, Vanh đi chỗ cửa sổ ấy. Đây rồi. Đúng rồi, người nhện phải đi đường cửa sổ các bạn đây. Chúng ta phải nhanh chân thôi, đang có một vụ gọi là trêu ghẹo đó, người xấu các bạn ơi. Chúng ta sẽ đi hướng nào ta? Đây, đi hướng này rồi. Cái gì đây? Trời đất ơi. Bay lên trên này rồi. Trời ơi, thanh niên ạ. Bắn tơ nhện ạ. Rồi, đây chúng ta có thể đổi tơ nhện nhá. Nhưng mà mình thích cái tơ nhện đó là cái tơ nhện trong suốt này. Có khả năng gây sát thương rất là ghê gớm. Đây. Ui, có người các bạn ơi. Vay ra đây, ra dậy rồi. Đây, có chị gái này. Chị ơi làm sao đấy chị ơi? Ui, có ai đó giúp tôi à? Người xấu này mình chúng tôi ạ. Để núp xử hết cho. Núp bắn cái tơ này nó dính vào người với thanh niên này là bị gây sát thương này. Trời ơi, lão với chúng tôi. Lão với chúng tôi. Tẩn nó không chưa cái nào. Rồi. Xong rồi. Trời ơi, cái gì đây? Ở bên kia có một cô có gái. Có một người cô gái kêu trợ giúp này. Cái gì đây? Mấy con mèo của cô gái đang bị mắc kẹt ở trên kia và chúng ta sẽ phải giúp đỡ. Bây giờ lên cửa. Đây có hai con mèo này. Núp bắt con mèo số 1 nhá. Con mèo trắng nhá. Anh trèo. Trèo. Ok, Núp sẽ gọi là chọn cái biện pháp đó, bắn tới nhận. Ngon ngay bạn. Và mình có thể
Rồi, bỏ tôi nhận rồi. Đấy, chúng ta sẽ bế con mèo xuống. Đơn giản chưa? Ui, quá trời luôn. Rồi, chúng ta sẽ bỏ mèo vào đây. Rồi, ui, xong rồi. Wow, xong rồi. Chúng ta đã hoàn thành cái gọi là rồi, cái thử thách đầu tiên, đó là trở thành một người nhện Paro. Ui, đơn giản vậy thôi à? Vành, biết thế Vành không ấy, nó không cứu nó để Vành làm người nhện. Bảo lao thật sự luôn. Thôi, người nhện chưa phải VIP nhất đâu, còn rất là nhiều siêu anh hùng khác. Thôi không sao, thôi tạm biệt hai cô gái. Rồi chúng ta sẽ đi đến cái máy này giống đầu tóc của Vành ấy. Lên xe luôn. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi đến cái khu vực tiếp theo để nhận cái nhiệm vụ tiếp các bạn nha. Đi đường nào nhỉ? Đây. Nào đi cẩn thận, giỏi ơi, làm siêu anh hùng cũng phải đi ngăn nắp tí chứ. Không được đánh võng nha. Như đúc kìa. Rồi đi, đi hướng nào ta? Giờ thì mình sẽ phải đi tìm một cái ai đó để tiếp tục cho cái hành trình này. Ui, bên này giống như kiểu tòa nhà của Tony Stark thế nhở. Bên này này các bạn thấy giống giống không? Ôi ôi. Đâu? Đâu đâu, mũi tên chỉ như cái GPS chỉ hướng này. Đây, hình như đây à? Đúng rồi, chỉ dưới này. Có người dưới này này. Ui, một cái hầm nghiên cứu gì đây của The Flash này các bạn. Hello. Cái gì đây? Welcome to cái gì Starlab. Nghiên cứu. Trời ơi, bạn nghĩ rằng có thể trở thành người gì nhanh này? Bánh có nhẫn. Nhẫn đâu? Có đây nè. Ui, nhẫn là cái gì đây? Mình sẽ phải mặc nhẫn. Nhẫn này sẽ cho chúng ta bộ đồ và chúng ta sẽ. Ui. Wow. Chúng ta trở thành The Flash luôn à? Xin min dây. Đeo mặt nạ vào. Có thể tăng được tốc độ chạy. Đây. Chúng ta có thể. Sao anh gọi mất bắn được tơ trời ơi. Chắc còn súng bắn tơ. Đây. Chúng ta có thể tăng cái tốc độ lên và giảm nó xuống các bạn nha. Hiện tại là tốc độ. Có mấy cái đường này này. Vanh bên kia Vanh ơi. Rồi. Nhiệm vụ hình như vừa nãy là chúng ta sẽ phải hoàn thành chạy lượt đi lượt về trong vòng 15 giây đấy. Thế nên là cố lên để test thử bài trước nào. Wow. 1, 2, 3. Ui. Rồi, anh thử chạy, rồi. Chạy. Đó, mình sẽ phải chạy thật là nhanh các bạn. Đây, không phải bấm nữa à? Phải bấm nữa mà, để kiểm tra chất lượng xem là mình có thể là trở thành The Flash được hay không. Núp xong rồi. Anh vào, anh vào rồi. Núp xong. Vanh, đấy là Vanh. Chết giờ rồi. Sao tôi chết giờ rồi? Mình chưa được các bạn ơi. Lại. Trời, vô lý vậy. Rõ ràng là tôi chạy được. Trời ơi, đây. Kinh vào đây, chạy lại này. Rõ ràng là mình chạy còn ngang bằng thanh niên Vanh mà. Yes. Ê, anh gì ơi, công nhận hộ em ơi. Đây. Đây, lại. Đó. Đây, để Vanh nhấn nhá, đứng sẵn đi. Đây. Rồi, chạy luôn. Chạy luôn đây. Hoặc rồi, là cái... Ui, cái máy đếm thời gian này nó đang bị lỗi không, các bạn. Cái này phải từng người một. Nào xem nào. Đúng rồi. Máy đếm này. Ui, cái gì đây? Có cảnh báo kìa, có người gặp nạn. Đâu? Đi thôi. Đi xe máy này. Không, mình là The Flash mà, đi xe máy đi bác. Tào lao. Trời ơi, The Flash chạy còn nhanh hơn cả máy bay mà. Đi rồi. Đó, thành niên Vanh rồi. Ui, đằng sau núp rồi. Hình như là có núp đọc sơ sơ qua là có một vụ tai nạn ở trên cầu đấy. Chúng ta phải nhanh để cứu người đi. Ui, nguy hiểm lắm. Cứu người các bạn ơi, tính mạng con người là quan trọng nhất. Đâu? Vậy nên đi ngay sau núp rồi. Sau thì cái cầu nào? Đây rồi. Ui, tai nạn thảm khốc các bạn ơi. Một xe thì sắp rơi. Ui. Ôi, xe tải mà, xe khách. Ở đây là ấy mà, đây là dạp xiếc mà. Xiếc đâu ra ba, tao lao đây mà. Đi qua. Tới nhà mình sẽ phải giảm tốc độ xuống để cứu người đã. Ui. Rồi, đây là có mấy bác hành khách ở đây này. Ui, có bác còn nằm sóng xoài đây luôn ạ. Đâu, để mình thể hiện trình độ. Đấy, rồi, lúc cứu được một bác rồi. Và lúc sẽ để đây cho bác này nghỉ ngơi ở đây. Ôi, có mấy bác ở trong khoang ấy nữa, hành khách nữa kìa. Một cháu núp mà, Vanh cứu được cháu núp. Trời ơi, có cháu nào nhìn mặt cũng chảy dãi ra vậy. Rồi, ok, để núp xuống dưới này. Yes. Núp cứu thêm anh này nữa này. Đấy, có rất là nhiều người đang bị mắc kẹt trong này, nên là mình sẽ phải. Ấy, đó. Ui, xịn mịn luôn. Cứu nhanh lên. Tí thì ngã. Rồi, ok. Còn mấy người trong khoang hành khách nữa đây. Còn một người nữa rồi. Ok, để dành cho núp đấy. Yes. Đấy. Bế bác này ra. Ui, chắc là đây là dạp xiếc các bạn ạ. Có là chú Hà đây này. Chắc là vừa đi diễn về đâm ra hơi bị gọi là mệt mỏi một xíu, đâm ra chắc là đi tai nạn đây.
Đấy, nhưng mà chưa được. Hình đấy, như còn đấy, một bên, người nữa. Bên này còn một cái xe này, để nút thử ra xem còn ai ở đây không. Ui, xe này chắc là xe tải chỉ có một người các bạn. Ui, cho cháy này. Ừ đúng rồi, xe tải có một người ở cabin này. Ô, có người đây này. Ui, bác này mắc kẹt ở trong cabin luôn này. Ui. Ui. Thôi. Nhìn lúc bế bác ấy nhìn như bế trẻ con ấy. Trẻ con thì bác này lớn lắm rồi, bác đã biết điều tù ở đấy. Đây. Wow. Ô. Rồi. Chúng ta đã xong rồi, là, làm rất là tốt. Là đi, ui, mình đã kết thúc cái hóa khóa huấn luyện trở thành gọi là The Flash rồi. Giờ đi ra nhà Stark kìa. Ờ đúng rồi, đâu rồi? Chúng ta sẽ phải đến đến tu cái gì đấy, Stark Tower. À đến tòa nhà của Stark các bạn ơi. Rồi, để nước tăng cái tốc độ chạy lên. Chạy đến tòa nhà Stark các bạn ạ. À. Ui, thế chắc có lẽ rằng là mình đoán được luôn. Đó là chúng ta sẽ trở thành Iron Man. Một siêu anh hùng gọi là kiểu như là phải Iron Man. Iron Man mà. Người sắt, người sắt. À ừ, ok, người sắt. Việt hóa không phải Iron Man các bạn. Phải gọi là sắt người. Ok. Ở đâu à? Chạy đến chỗ nào đấy? Ờ bên anh chạy loạn đây. Ấy à. Cái gì đấy? Ê bên này. Ơi sao bị lửa đốt đây? Đây. À chạy nhanh quá, hình như chạy nhanh quá. Rồi. Núp hết cái này. Ui, đi vào đây. Rồi. Cái bộ áo giáp này mình bị hỏng. Trời ơi, chạy nhanh quá đâm ra bốc lửa bạn. Ui, này, lúc còn súng bắn tơ này. Ờ Vanh vẫn còn đấy. Nhưng ơi chết rồi, Vanh quên mất, Vanh tháo ra liền mất rồi. Mất à? Ui, núp sẽ để làm kỷ niệm các bạn nhé. Còn bây giờ là mình sẽ đi lên đây. Rồi đi tìm ui, có thang máy là Tony Stark. Tầng 11 xem có gì không. Ở đây có ba cái tầng hiện sáng lên thì mình sẽ phải tìm Tony Stark ở trong cái tòa nhà này. Đấy, không có ai luôn. Không thì đi vào. Cái này là cái gì đây? Lên xem nào. Ui, giả chiếu phim này, chắc Tony Stark đang xem phim đấy. À, núp thôi, núp ngồi xem đi. Anh thấy chả có ai rồi. Chả có ai là sao ta? Ừ, buồn cười thế nhở? Ít ra phải có người tiếp đón đấy chứ. Lên tầng tiếp này để ông bọn mình tham quan nhà Tony Stark. Ui, nhà giàu lắm các bạn ạ. Rồi. Ơ, tầng 13 không có gì này. Nhưng lên tầng 16 mà. Chắc còn mỗi tầng 16 các bạn, tầng cao nhất ở cái tòa nhà. U đây rồi. Rồi. Wow. Trời ơi, cái gì đây? À đây Iron Man này, Tony Stark đây rồi. Hello, chào mừng đến với Stark Tower. Ui. Ngày hôm nay tôi gọi là sẽ huấn luyện bạn để trở thành một super, ui, siêu anh hùng. Ui, đó chính là Iron Man. Ui. Trời ơi, bây giờ là mình sẽ phải mở dương đồ ra và spawn ra cái gì này? Bộ áo giáp. Rồi, đây chúng ta sẽ trước tiên là nhận được cái lõi năng lượng nhá. Đấy, cái lõi năng lượng này rất là xịn sò, ai cũng biết rồi. Đây, chúng ta sẽ mặc cái bộ gọi là cái áo này giống như kiểu là áo để chuẩn bị trước khi mặc bộ áo giáp sắt ấy. Đây, chúng ta sẽ thả ra. Ui. Rồi, xem nào. Ồ, đây, set tầm này chúng ta sẽ bật nó lên. Và ui, tăng được luôn. Quên mất lại làm cho vỡ đi rồi. Trời ơi. Tinh nhiên làm vỡ rồi à? Ở đây đang lắp lại. Đau đau. Quên mất. À đây à. Lắp lại được kia. Đây rồi. Trời ơi, tinh nhiên không mặc nữa là thôi. Rồi. Tinh nhiên làm vỡ à? Hay vậy? Rồi. Tách hết ra luôn. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi đâu ta? Ờ, xuống tầng 13 à? Đây. Cái gì đây? Đây. Có cái bia này ra đây, đúng không? Tơ à? Iron Man bắn tơ nữa. Ghê thật sự. Rồi, không tháo được tơ rồi. Bắn ra cái khối kim cương này. Đâu, bắn ra năng lượng các bạn. Rồi. Ui. Thôi đi xem à, tầng 13. Rồi, đi rồi. Tony Stark bảo mình xuống tầng 13 anh ạ. Nên đi xuống tầng 13 đi. Đừng nên phá hoại nữa. Tầng 13 nhưng mà tầng 13 làm gì có cái gì đâu nhở? Lại có rồi. Một khu huấn luyện đã được mở ra. Ui. Đúng kiểu như là cái khu công nghệ cao khác các bạn ạ, nó mở ghê thật. Đây, chúng ta sẽ gọi là phá vỡ những cái bia này. Đấy, bằng cách là sử dụng cái súng năng lượng. Đây, nút bắn nhỏ. Ui, và chúng ta có thể bay nhá. À đây, mình có thể bay lại gần. Đó. Ui. Bay lại gần để bắn. Tinh nhân bắn bắn ghê phết nhỉ. Ui. Nào. Đang sau rồi. Bắn với chúng tôi à? Đấy. Ôi, chúng ta đã xong rồi. Bây giờ thì mình có thể là bắt đầu cái quá trình ấy rồi. Ờ, cái này có chui cửa sổ không ta? Ồ, bắn không vỡ được luôn ạ. Bắn không vỡ được cái ấy luôn ạ. Đi, bây giờ chúng ta sẽ đi đi xuống
đi xuống tầng dưới à. Đây, tầng 1 các bạn ơi, để chúng ta bắt đầu cái quá trình. Ê, xuống thôi. Để chúng ta bay xuống thôi các bạn. Đây, cái thằng máy chậm dã ma luôn. Rồi, đi thôi. Wow, đâu nhỉ, đây. Giờ này chúng ta sẽ đi ớt vanh rồi. Đây, đi theo cái định vị GPS này. Chắc chắn là có một cái điều gì đó. Nói chung là nói chung là Iron Man hầu như là sẽ tham gia những cái phi vụ tiêu diệt người ngoài hành tinh các bạn ạ. Ít khi, rất là hiếm khi cứu người. Nói chung là có cứu nhưng mà tham gia mấy cái phi vụ kiểu như là không nhân bay ở chỗ nào ấy, chẳng gì thấy đâu luôn. Đấy, đúng rồi, mày. Ui, ở đây có mấy con thủy quái này. Đấy, ui, đang bay dưới đây. Ui, có UFO này. Bảo mà, trời ơi, đôi người ngoài hành tinh à. Đâu, bọn này ở đâu tới đây? Để núp bắn tơ nhện cho. Rồi, tơ nhện sẽ giúp núp được, gọi là dính vào đây. Láo này. Mình có nên đổi tơ nhện không ta? Tơ nhện đi. Đổi tơ nhện này. Iron Man bắn tơ nhện đây. Siêu xịn thật. Xin thật sự các bạn. Ta luôn lần đầu tiên. Rồi, chúng ta sẽ hạ cánh xuống. Đấy, đó, thằng nào có tay nhện ạ? Iron Man bắn tơ nhện đây. Iron Man bắn tơ nhện đây. Xem ta đây. Wow. Ghê thật sự luôn. Sự kết hợp của Iron Man và Spider-Man. Đó, một mình núp làm hết luôn, anh yên tâm, không cần lo đâu. Láo bên chúng tôi ạ. Đâu. Đây còn anh kia nữa. Ui. Ui, sắp hết năng lượng rồi này. Sắp phải nạp vào các bạn rồi. Xong rồi. Ui. Rất là tốt. Phải tiêu diệt đấy à. Ui, nũ Green Allen, người ngoài hành tinh này đã bị gọi là tiêu diệt rồi các bạn ơi. Ui, đã hoàn thành. Ui, mình sẽ gọi là cố gắng là trở thành một siêu anh hùng tốt, dẹp sạch bọn kẻ xấu ở trong cái thành phố này. Ui, thế thì mình sẽ được tặng cái bộ áo giáp Iron Man à. Vay không bị mất. Núp không có bị mất đâu. Vay bị mất đâu. Ui, núp có cả súng bắn tơ của Spider-Man xịn sò luôn các bạn, đừng có đùa. Đấy, ai cũng biết rằng là Spider-Man rất là hâm mộ Tony Stark rồi. Ok, thì có lẽ rằng là cái clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Đó, cái thử thách một ngày trở thành siêu anh hùng đến đây là kết thúc các bạn nha. Và nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên qua kênh của Vanh, ấn đăng ký ủng hộ Vanh nha. Và đừng quên comment cái thử thách đặt ra cho mình ở phía dưới. Và đừng quên ấn like nhá. Và xin chào, gặp lại. Bye bye. Bye bye.